mấy anh em nào mà đánh chim đêm thì đây là file của con sâm cầm. Không phải le le là quốc biển. Anh em đánh như thế này thì chim nó về loại nào dính lưới anh em nó hiệu quả hơn. Anh em cần tư vấn thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để được tư vấn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.